Mọi người chuẩn bị xem ván 2 nha. Trương Trọng Nghĩa và Hoàng Lân. Ta thua hả? Đâu là hỏi lại hả? À đúng rồi, còn chúng ta thua, đúng rồi thua mà anh là cái người một điểm còn lại thôi, phải bùng lên xuống. Bắn đi trước rồi. Rồi mà anh em thi đấu bắn hai nha. Thank you.
nó giúp mặt tên lên. Thank you.